Arinata lại đang trùng xuống ở vài điểm số vừa qua. 3 điểm liên tục cho Huy Hoa Dojo. Đúng là khi cầu dựng cây nêu và có cơ hội để Adinata tung ra những cú smart sở trường như thế này thì rất khó cho Huy Hoa Dojo, sức bật cực tốt, còn lực tay thì miễn chê. Tầm đánh quá cao và tung ra những cú đập cắm sân. Cú đập quá uy lực của Arinata. Huy Hoa Dojo định phòng ngự bằng một cú trainer nhưng không thành công. Tỷ số là 13 đều. Cầu trong. Quyết định không chính xác của Huy Hoa Dojo. Trái cầu vẫn trong sân khá sâu. Không có cơ hội cho Huy Hoa Dojo. Trước đó thì anh là người tấn công, nhưng Adinata phòng ngự tuyệt vời. Và với tầm đánh như thế này, cú bật nhảy smart ở khoảng nửa sân thì quá khó cho Huy Hoa Dojo. Cầu ngoài. Như vậy là Adinata lại có 4 điểm liên tục. Vào quãng nửa sau của set đấu thì tay vợt 21 tuổi lại đang bứt phá. Cầu đã chạm mặt sân. Đây là điểm số rất quan trọng cho Huy Hoa Dojo để giữ lại những hy vọng cho màn lội ngược dòng. Và tung người smart trái tay rất đẹp. Tuy vậy thì cuối cùng điểm lại thuộc về Adinata, không chỉ có khả năng tấn công uy lực, tay vợt này còn phòng ngự cực kỳ tuyệt vời. 17-14.
Guadojo có một pha đánh nhanh tốt ở trên lưới. Tiếp tục là điểm cho Guadojo. 16-17. Guadojo không dễ bỏ cuộc như set đấu đầu tiên. Lần này thì điểm thuộc về Adinata. Không, có vẻ như sẽ là điểm cho Guadojo, đúng rồi. 17-17. Quá hấp dẫn. Tấn công tuyệt vời. Guadojo đang trở lại. Vẫn giữ một biểu cảm rất lạnh lùng. Vì vậy thì sau đó lập tức Adinata có câu trả lời và đòi lại quyền giao cầu. Anh sẽ yêu cầu thay cầu mới. Trái cầu mới sẽ có tốc độ nhanh hơn. Rất hay pha vô lưới cực kỳ kinh nghiệm của Guadojo. Anh đã bắt bài được cú bỏ nhỏ của Adinata. Lại một tình huống vô lưới nữa. Quá hay. Và tràn lưới rất nhanh và game point cho Guadojo. Adinata cố gắng thực hiện những pha gài cầu khiến đối phương phải nêu cầu lên cao để hướng tới những cú smash sở trường. Nhưng Guadojo đang tìm ra cách để khắc chế phương án này. Cầu ngoài, và như vậy là chúng ta sẽ có set đấu quyết định. 21-18, chiến thắng dành cho Guadojo. Trận chung kết đơn nam cầu lông SEA Games 32 đang diễn ra cực hay. Từ điểm số 17-14 ở set 2 thì Guadojo đang trở lại vô cùng mạnh mẽ. Màn thư hùng của hai tay vợt đến từ Indonesia, nền cầu lông có thể coi là hàng đầu Đông Nam Á hiện tại.
Điểm đầu tiên của set quyết định thuộc về Wiwa Dojo. Vậy là cầu trong. Cầu đã rơi ở trên sideline. Tiếp tục là một cú đánh trạch dây của Wiwa Dojo. Sẽ lại là một set đấu giằng co từng điểm số. Pha đối công ấn tượng. Điểm cho Adinata. Wiwa Dojo đã hơi lưỡng lự giữa quyết định bỏ cầu hoặc tiếp tục tình huống tấn công, để rồi cuối cùng anh tự làm khó mình khi để cho Cristiano Adinata có cơ hội tung ra cú smash sở trường. Adinata thường là người chủ động thay cầu với lối chơi tấn công thiên về những cú smart của mình, thì anh rất cần những trái cầu mới tốc độ. Và chuyển hướng không thành công. Ra tay rất nhanh. Wiwa Dojo đứng nhìn nhưng tiếc cho Adinata. Rất hay. Trận đấu xứng đáng là chung kết. Điểm thuộc về Wiwa Dojo.
Và đưa cầu rất nhanh về backcourt của Wiwa Dojo. Những cú quả rất biến hóa của tay vợt áo trắng. Và tấn công chưa đủ khó. Và Wiwa Dojo mất thế điểm cho Adinata. Và lúp rất sâu về cuối sân của Adinata đã khiến cho Wiwa Dojo gặp khó khăn. Sau khi tung ra được cú smart thì anh cũng không kịp lấy lại bộ. Đây là những tình huống đúng vào cữ tay của Adinata rồi. Có thời gian, không gian để dậm nhảy và tung ra những cú smart thì rất khó có cơ hội cho Wiwa Dojo. Adinata dẫn 8-6. Cú đập tuyệt vời. Thêm những pha smart chính xác. Lần này tư thế hơi ngả về sau một chút, nhưng với sức bật và sải tay thì mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của Adinata. Tiếc cho Adinata điểm số vừa rồi. Ý đồ lúc cầu là rất hay. Lần này thì cũng đã đòi lại điểm. 18. Người 18. 5 điểm gần nhất thì Adinata thắng 4. Và anh đang có lợi thế sau nửa set. Tỷ số là 11-8 khi hai tay vợt bước vào quãng nghỉ. Ở nội dung đơn nam SEA Games năm ngoái thì tay vợt Vitisan của Thái Lan đã giành huy chương vàng. Tại SEA Games 30 là Lee Jijia của Malaysia. Và năm nay sẽ là lần đầu tiên sau 6 năm để cầu lông của Indonesia giành lại tấm huy chương vàng đơn nam. Cú đập chéo sân tốt của Wiwa Dojo. Vẫn còn một chặng đường 10 điểm nữa để Adinata cố gắng và hướng tới tấm huy chương vàng. Và cũng còn nhiều cơ hội cho Wiwa Dojo để bắt kịp đối thủ. Không được. Sau khi leo lên mép lưới thì cầu đã quay trở lại phần sân của Adinata. Trong sân, điểm cho Christian Adinata.
Trái cầu đã rơi trúng vạch sai lại. Rất căng thẳng. Christian Adinata, người bị đánh giá thấp hơn trước trận, đang có một ngày thi đấu rất hay. Adinata đang khiến cho tay vợt xếp trên mình tới 36 bậc trên bảng xếp hạng cầu lông nam thế giới, phải lâm vào thế bán buổi. Và bắt lưới rất nhanh của Wiwa Dojo. Wiwa Dojo bắt đầu không ngần ngại thực hiện những tình huống gài cầu thẳng vào người đối phương. Thì đây là những điểm số hết sức quan trọng. Điều cầu không thành công của Wiwa Dojo, điểm cho Adinata 14-12. Cầu trong sân, cú lốp rất nhanh về phía backcourt. 15-12. Điểm rơi tuyệt vời sau pha xử lý trái tay vừa rồi của Christian Adinata. Cú đánh rúc lưới, phá ép trái tốt. 16-12. Giao cầu không thành công và đổi về điểm cho Wiwa Dojo. Phản xạ tuyệt vời của Wiwa Dojo trước pha chặn lưới của Adinata, quá hay. Màn thư hùng thực sự hấp dẫn. Nếu như Adinata bắt lưới cắm hơn thì có lẽ là anh đã có điểm. Tục là điểm. Vẻ xuất sắc của Wiwa Dojo. Người 15-16. Vào những thời khắc quan trọng như thế này, liệu bản lĩnh của tay vợt đang xếp hạng 18 thế giới có thức tỉnh hay không? Cú smart không thành công. 17-15 cho Adinata.
Cầu ngoài. Cách biệt vẫn là cực kỳ xít sao. Những điểm số cuối sẽ vô cùng hồi hộp. Cơ hội cho cú smart ngay ở nửa sân của Adinata. 18-16. Tiếng đôi công kết thúc với phần thắng cho Adinata. Pha xử lý trái tay sát người đối phương. Và khi cơ hội cho cú đập thuận tay thì không có gì phải bàn cả. Là điểm cho Adinata. May mắn cũng đã đứng về phía Christian Adinata. Trong trận đấu đỉnh cao như thế này thì thành bại đúng là nhiều khi hơn nhau chỉ vài mm. Trái cầu sau khi leo lên mép lưới đã rơi sang phần sân của Wiwan Ojo. 19-16. Adinata cách huy chương vàng 2 điểm nữa. Cầu ngoài. Wiwadojo vẫn có cái đầu lạnh. Một điểm số hết sức quan trọng. Trái cầu rơi sát vạch baseline và anh đã quyết định bỏ cầu một cách chính xác. Rất nhanh. Bản lĩnh của tay vợt xếp hạng 18 thế giới. Và gài cầu sâu về cuối sân và sẵn sàng tung ra pha kết thúc. Khoảng cách lúc này lại chỉ còn một điểm. Trận chung kết đơn nam Closing Game đang quá hấp dẫn. Vì vậy thì đó là cú đánh hỏng của Chico Aura Wiwadojo. Match point. Chúng ta thấy Christian Adinata đang tự ra dấu cho bản thân mình là bình tĩnh và hít một hơi thật sâu. Đây là Championship Point. Ngày hôm nay thì trong trận đấu này không có ai là người thất bại cả, khi mà Indonesia cũng đã có được tấm huy chương vàng đơn nam cầu lông SEA Games sau quãng thời gian 6 năm chờ đợi, hơn nửa thập kỷ.